game thủ chim sẻ đi nắng bí mật tổ chức lễ đính hôn game thủ chim sẻ đi nắng đã bí mật tổ chức đám hỏi vào hôm nay ngày 10 tháng 10 sau khi công khai bạn gái cách đây hơn một tháng sáng ngày 10 tháng 10 chim sẻ đi nắng tên thật Nguyễn Đức Bình game thủ AOI số 1 Việt Nam đã âm thầm làm đám hỏi không một lời công bố hay thông báo nào lên mạng xã hội trong khoảnh khắc được bạn bè đăng tải, chim sẻ đi nắng và vợ sắp cưới trông cực kỳ đẹp đôi, chàng bành bao với áo sơ mi trắng đeo nơ còn nàng mặc áo dài truyền thống dịu dàng. Một bức ảnh khác được SEO Đức Nguyễn, ông bầu đồng hành cùng chim sẻ đi nắng, đăng lên group của game thủ sinh năm 1996 về đám hỏi của anh cũng được xóa đi ngay. Đám cưới sẻ nó liver thì chắc phá kỷ lục, thuê sân bay rồi nhưng ảnh hưởng đến đường bay quốc tế nên ban quản lý nội này không cho thuê nữa đang liên hệ với Mỹ Đình nhưng khả năng chưa đủ chỗ nên tính làm 7 ngày là những bình luận của cộng đồng mạng về đám cưới của chim sẻ đi nắng. Trước đó, hồi cuối tháng 8, việc chim sẻ công khai bạn gái đã giống như một cú nổ bởi anh vẫn luôn hạn chế hình ảnh lẫn thông tin của nửa kia. Đến hiện tại, người hâm mộ chỉ biết vợ sắp cưới của chim sẻ đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông, cả hai đã có thời gian yêu nhau khá lâu trước khi công khai. Chim sẻ đi nắng là game thủ nổi tiếng nhất trong làng đế chế Việt Nam. Tên tuổi của anh gắn liền với GAMETV. Anh gia nhập clan này khi còn là một game thủ trẻ, tiềm năng và gắn bó với đơn vị trên, có thời điểm gián đoạn khoảng một năm khi chim sẻ khoác áo team trường Sa cho đến khi trở thành game thủ AO số 1 Việt Nam. Nhiều năm giữ được vị trí số 1, chim sẻ cũng là game thủ AO Angel thành tích nhất tại Việt Nam, đồng thời là streamer có lượng người xem cao nhất thế giới trong một trận đấu, hơn 100.000 người xem của một nền tảng stream game tháng 10 năm 2019, chim sẻ chính thức rời GAMETV và cùng một số đồng đội cũ đã thành lập clan AOI mới có tên Sport Gaming Club.